Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ lễ hội độc lập thành phố Sa Đéc lần thứ 3 năm 2024, địa phương phối hợp với tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức ngày hội tình nguyện và hội quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Trong sáng nay, khoảng 1.000 bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động tình nguyện và sáng tạo, làm nên khí thế sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp nhân sự kiện Tết độc lập. 800 bạn đoàn viên thanh niên thành phố Sa Đéc và 200 sinh viên thanh niên tình nguyện tham gia đội hình xếp hình bản đồ Việt Nam. Lực lượng thanh niên tình nguyện còn tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tham gia chạy những bước chân vì cộng đồng. Các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Dạ, em thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Bởi vì xếp bản đồ Việt Nam thì qua đó sẽ giúp cho các bạn có nhận thức rõ về chủ quyền biển đảo, cũng như là hôn đúc cho các bạn cái tình yêu quê hương đất nước. Nhiệt huyết của tuổi trẻ thì hiện nay vẫn rất là còn sôi nổi và hiệu, và sắp tới thì bản thân sẽ tiếp tục cố gắng để mà tham gia thật nhiều các cái hoạt động tình nguyện để mà góp phần vào sự phát triển của địa phương. Em rất là tự hào, như là trong trái tim em đó đây một dịp đọc của người Việt Nam. Dạ, với một người trẻ, em nghĩ là trách nhiệm của mình làm phát huy được những cái tiềm năng của đất nước chúng ta và giới trẻ của chúng ta cần phải tích cực hơn nữa tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì nhân dân. Em thấy trưởng thành rất là nhiều qua những cái hoạt động ngày một em chín chắn hơn nữa bởi vì em được trải nghiệm rất là nhiều thứ ở đây ạ. Điểm nhấn của lễ hội độc lập thành phố Sa Đéc lần thứ 3 năm nay còn là sự kiện hội quân kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp. Kể từ năm 2000 đến nay, cứ vào mỗi mùa hè, hàng ngàn lượt chiến sĩ tình nguyện trong và ngoài tỉnh đã tham gia các chương trình chiến dịch tình nguyện hè. Ngọn lửa xung kích, tinh thần tình nguyện của các bạn đã tạo thành sức mạnh cho thế hệ trẻ qua các giai đoạn trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước, lan tỏa mạnh mẽ sự nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay. Qua quá trình 25 năm đó là có một cái quá trình rất là dài mà nhiều sự cống hiến của các tuổi trẻ thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, đóng góp, nó thể hiện cho cái tinh thần nhiệt huyết, xung kích và tiên phong đi đầu, đóng góp vào các chương trình, nghị quyết, các mục tiêu để hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Bản thân em và tuổi thế hệ trẻ của đất Sen Hồng sẽ vô cùng vui mừng, phấn khởi để tiếp thu và phát huy hơn nữa cái khí thế đó để cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Trong niềm vui kỷ niệm ngày độc lập, trong khí thế thi đua sôi nổi, phát triển kinh tế xã hội, tuổi trẻ thành phố Sa Đéc nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đang thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết xây dựng quê hương giàu mạnh.